Mời các bạn nghe câu chuyện Con Mụ Lường trên kênh Gia Huy TV. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Ngày xưa, ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường dong buồm chạy khắp trong ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên đi bán hàng và cất hàng về. Một ngày kia, thuyền đã chứa đầy hàng, chồng từ giã vợ ra đi. Chàng chưa từng đến Hà Châu bao giờ, nhưng vốn nghe xứ này buôn bán dễ dàng, có thể phất to, nên quyết định đi thử một chuyến. Thuyền đi ra biển suốt 5 ngày đêm mới tới thị trấn này. Chàng bảo thủy thủ bỏ neo ở một bến tấp nập nhất, rồi lên bộ tìm nơi nghỉ trọ và tìm mối bán hàng. Nhưng vừa lên bờ, đã thấy một ngôi lầu đồ sộ trên biển. Đang đứng ngẩn nhìn ra thì bỗng cửa lầu mở toang. Chủ nhân là một người đàn bà sang trọng, bước ra vái chào rất cung kính và cất tiếng nói dịu dàng mời mọc: "Chúng tôi nghe nói ngài có một thuyền hàng mới cập bến. Chúng tôi mong muốn được làm quen và được giao thiệp lâu dài. Nếu không chê tệ xá nhỏ hẹp, xin mời lên nghỉ ngơi trong những ngày thuyền đổ lại đây." Đang khi chưa biết nên trả lời thế nào thì đã thấy có kẻ hầu hạ của chủ nhân. Nam có, nữ có, người nào cũng ăn mặc lịch sự ra đón. Phú thương bụng bảo dạ: "Ta mới đến chân ướt chân ráo, chưa hiểu thế nào, nhưng trong cung cách người này có vẻ tốt bụng, biết đâu chả là sự may mắn cho ta trong chuyến đi này." Nghĩ vậy, chàng vui vẻ nhận lời và cố sức làm cho chủ nhân biết mình không phải là kẻ ngờ nghệch. Lập tức, bọn người hầu không cần chờ lệnh chủ, tỏa ra dọn dẹp lăng xăng khắp nơi. Họ làm cho phú thương và một số gia nhân của mình rất đẹp lòng, vì chưa bao giờ được tiếp đãi nồng hậu đến thế. Chủ dẫn khách đi tham quan nhà, các phòng bày biện nói lên sự giàu có quá sức. Những cây đèn bằng vàng, những độc bình cổ, những đồ dùng quý giá. Phú thương sờ tay vào một con rùa vàng bày trên một chiếc bàn. Nhân thể, chủ nhân liền giới thiệu muốn gia bảo đặc sắc đó của tiền nhân của mình. Đêm hôm ấy, một tiệc lớn bày ra. Chủ nhân ăn mặc chỉnh tề, mỹ lệ, chuốc chén mời mọi người. Xong tiệc, họ được mời đi nghỉ ở một buồng có những chiếc giường xinh xắn. Không thấy có điều gì đáng ngờ, phú thương và kẻ tùy tùng nằm xuống đánh một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, khi mọi người trở dậy, sự mời mọc lại càng niềm nở. Lại những mâm thức ăn ngon lành bưng ra với những câu mời quyến rũ, làm cho phú thương không thể từ chối. Thế nhưng, khi phú thương cáo từ trở ra, vừa bước lên thuyền thì bỗng thấy cả nhà chủ nhân đã xô tới. "Thưa các ngài, nhà chúng tôi vừa mất con rùa vàng mà các ngài đã biết. Vậy có vị nào cầm nhầm, hãy cho xin lại." Mọi người tưởng như nghe tiếng sét bên tai. Song phú thương biết tính nết mấy người tùy tùng, chả vốn bao giờ trộm cắp là gì, nên vững tâm hơn. Chàng có ngờ đâu, người đàn bà kia chính là con mụ lường gạt nổi tiếng. Mụ có một đám thủ hạ rất đông, chuyên mồm cướp của bằng cách bẫy người vào trong một cách bất ngờ và êm thấm. Mỗi lần làm như vậy, mụ làm những món ngon rất to và thường nhằm vào những khách giàu sang, nhất là những khách nước ngoài mới tới. Ngón độc của mụ đã từng khiến nhiều kẻ mất đứt cả của lẫn người vào tay mụ. Nên của cả nhà mụ
chứa chất không biết bao nhiêu mà kể. Hôm đó, mụ Lường, tên người ta thường gán cho mụ, thấy có một thuyền buôn mới tới, đầy ắp những hàng, mà trông chủ nhân lại chẳng ra vẻ là tài thạo đời, cho nên mụ quyết cho anh chàng vào trong. Trong khi phú thương và tùy tùng ăn nghỉ ở nhà mụ, mụ đã sai một số thủy hạ xuống thuyền, giả cách xin xem hàng. Chúng mang con rùa vàng theo và lén bỏ vào trong tấm đoạn. Thấy mọi người trở mặt phù cho mình ăn cắp và đòi khám thuyền, phú thương nóng mặt, nhất định không cho. Khám thuyền thì phải dỡ hàng, mà dỡ hàng là một điều rất phiền và tối kỵ khi chưa bán được một tí gì, cho nên chàng cũng lý sự. Thưa bà, trừ phi có quan chức đến đây, chúng tôi không thể để cho một ai xuống thuyền được. Mụ Lường vội cho người đi trình quan. Khi bọn quan và lính ở thị trấn đến, mụ trình bày việc mất cắp, đổ riệt cho người nhà phú thương lấy mang đi và nhất định xin khám thuyền. Phú thương bày tỏ sự thẳng thắn của mình và gia nhân, rồi nói: nếu khám không có thì bà tính sao đây? Tôi xin cược cái nhà lầu và mọi vật ở trong đó. Còn quả có rùa thì trong thuyền, ngoài thuyền, ngài làm sao đây? Phú thương nóng nảy tiếp theo lời mụ: nếu có, tôi cũng xin mất cả thuyền hàng lẫn người ở đây cho bà. Hai bên lập tức làm giấy cam kết trước mặt quan. Cuộc khám xét bắt đầu. Chỉ trong một chốc sau, bọn lính đã lôi được con rùa vàng từ trong tấm đoạn ra. Phú thương và gia nhân đờ đẫn cả người, không còn đường chối cãi, họ đành phải làm theo lời đã ký kết. Thế là cả một thuyền hàng giá trị đến vài trăm vạn quan đều về tay mụ Lường. Phú thương, bọn tùy tùng và thủy thủ đều sung làm nô. Theo như luật pháp Hà Châu quy định, họ phải làm khổ dịch cho chủ nếu như không bị bán, và nhất thiết không được rời khỏi nơi làm việc. Từ hôm đó, phú thương phải làm việc quần quật suốt ngày. Chàng bị cắt giữ việc chăn ngựa. Công việc mệt nhọc đó đã làm cho chàng rã rời phơi tả. Chàng chỉ buồn một nỗi là mụ Lường bắt mỗi người ở một phương, không bao giờ được gặp nhau. Cứ như thế, sau 3 năm trời, chàng bặt tinh của quê hương xứ sở. Nhưng chàng cũng dần dần hiểu rõ mưu mô xảo trá và tình hình trong nhà mụ Lường. Một hôm, đang cho người ăn cỏ ở bến sông, chàng bỗng gặp một đạo sĩ ngồi bên vệ đường. Thấy trước mặt đạo sĩ có bày một quả bưởi, chàng lấy làm lạ, lại hỏi mua ăn. Đạo sĩ lắc đầu: bưởi này không phải bán để ăn đâu. Thế thì dùng làm gì? Nó dùng để nhắn tin tức với bất cứ một người nào trong thế gian. Nghe nói thế, chàng nhớ đến vợ yêu của mình sau 3 năm dài đằng đẵng không một tin tức, chắc đã khóc kiệt nước mắt. Cho nên chàng xoắn xuýt. Ngăn sông cách núi, chả biết có dễ đưa đến nơi chăng? Đạo sĩ đáp: hãy viết một bức thư, dùng dao rạch một chỗ ở đằng cuốn, rồi nhét thư vào, đưa ra trước bến này, khấn to lên và chỗ ở của người mà mình muốn nhắn, rồi vứt xuống nước và nói: bớ bưởi, hãy đi cho được việc. Tự khắc nó sẽ vượt sông biển đến tận tay người đó, dù xa bao nhiêu cũng không thất lạc được. Tuy không tin gì lắm, nhưng chàng cũng mua lấy quả bưởi để cầu sự may mắn. Chàng viết một đoạn thư dài kể tất cả mọi việc xảy ra, và khi nhìn thấy quả bưởi vượt sóng trôi về phương Bắc, lòng chàng mới thực sự tràn trề hy vọng.
Từ ngày người chồng thân yêu vượt biển thấm thoát đã 3 cái Tết mà không thấy trở về, vợ Phú Thương hết sức lo buồn. Cả đoàn người trên thuyền không hiểu sao cũng mất bạc tâm không một tin tức. Có lẽ thuyền đã gặp bão hoặc đã gặp bọn cướp biển và không một mạng nào sống sót. Nghĩ thế nên mọi nhà đã thiết bài vị và để tang, và nàng đã rơi không biết bao nhiêu là giọt lệ. Dẫu vậy, nàng vẫn không chịu tuyệt vọng, hàng ngày vẫn kiên nhẫn ra ngóng những cánh bươm ngoài xa tít. Một hôm, như thường lệ, nàng đang đứng trên biển, chợt trông thấy một quả bưởi trôi ngược dòng. Lấy làm lạ, nàng vội chạy xuống, đứng bến xem. Thì lạ sao, quả bưởi lại trôi ngay vào bến và lọt vào tay nàng. Khi đọc những dòng chữ của chồng, nàng mừng rỡ xiết bao. Nàng rất đổi căm giận trước những mưu mô điên đảo của con mụ lường, quyết chí sẽ đến tận nơi cứu chồng và trị cho con mụ lường một mẻ. Sáng hôm sau, nàng giao nhà cửa cho con cái, cho cha mẹ và xin phép đi tìm chồng. Nàng mang theo một thuyền đầy tơ lụa gấp phóng. Lần này, ngoài số gia nhân và thủy thủ, nàng còn đem theo cả một người thợ kim hoàn, lại có 2 con chuột nhắt nuôi trong một cái lồng sắt nhỏ. Thuyền lại rẽ sóng tìm đến Hạ Châu, thả neo đúng vào nơi 3 năm trước đây thuyền chồng nàng đã đổ. Mụ lường thấy có thuyền hàng nước ngoài cập bến mà chủ nhân lại là đàn bà thì mừng quá, quyết làm một mẻ không ngần ngại gì nữa. Tấn tuồng cũ lập tức lại được diễn, cũng chào mời đoan đã, tiệc tùng chơi nhởi, chị em rất thân mật. Cũng có những người lén đưa rùa vàng xuống thuyền, định thực hành kế vu vạ. Nhưng lần này, người thợ kim hoàn đã có lệnh sẵn của chủ, nấp kín ở một nơi rinh từng cử chỉ của chúng. Chờ cho chúng ra về, anh ta bèn trổ hết tài nghệ, thuột bể một chốc, rùa vàng chảy ra nước và sau đó hóa thành những thoi vàng nằm gọn dưới đáy hòm. Cho nên khi mụ lường mời quan đến khám thì mụ rất kinh ngạc vì lục soát hết từng mũi tới lái mà vẫn không thấy tâm dạng con rùa đâu cả. Biết là gặp phải tai kình địch tương kế tựu kế, mụ lường đành nhận thua cuộc. Nhưng liền đó nảy ra một mẹo khác. Mụ bảo người Phú Thương: chúng ta nhận rằng đã mất ngôi lầu này, nhưng các ngươi phải đánh cuộc với ta một lần thứ hai. Các ngươi có tin rằng ta có cách bắt 2 con mèo đội đèn suốt đêm cho 1 cánh bạc không? Người vợ Phú Thương qua thư chồng đã biết chuyện 2 con mèo đội đèn này rồi, song cũng làm bộ ngạc nhiên. Làm gì lại có con mèo đội đèn được suốt đêm? Vậy thì các ngươi có giáp cuộc với ta, nếu ta sai khiến được 2 con mèo đội đèn suốt một đêm thì ngôi lầu kia lại thuộc về chúng ta. Nhược bằng không có mèo đội được đèn, hoặc đang đội nửa chừng bỏ dở, thì ta lại mất thêm một dinh cơ thứ hai cũng ở trong thị trấn này, có dám không? Vợ Phú Thương vui lòng nhận cuộc, hai bên lại ký vào giấy và trình quan. Mọi người lại kéo nhau lên lầu nhà mụ lương, vừa đánh bài, vừa luôn thể chứng kiến sự việc. Quả nhà mụ lương có 2 con mèo rất khôn, được luyện tập từ lâu. Mỗi con có thể ngồi ưỡn người suốt đêm, không cục cửa. Trên đầu đội một chiếc đèn thắp 3 ngọn nến. Cuộc sát phạt bắt đầu và kéo dài đến canh 1. Canh 2, 2 con mèo vẫn đội đèn, chưa tỏ dấu hiệu gì là mệt mỏi. Nhưng người vợ Phú Thương vẫn tỉnh táo. Trước lúc vào cuộc, nàng đã bỏ 2 con chuột nhắt vào một cái túi vải. Thế rồi, đến bây giờ nàng mới kín đáo thả chuột ra. 2 con mèo thoáng thấy chuột thì lập tức nhảy tới vồ. 2 cái đèn đổ tung tóe giữa chiếu bạc. Thế là
một lần nữa con mụ lường lại cay đắng nhận thua cuộc. Nhưng mụ còn cố gỡ, mụ lại đứng lên nói: "Chúng ta đang còn rất nhiều ruộng đất, trâu bò, voi ngựa. Chúng ta còn có rất nhiều thuyền buôn bán đang tung tăng khắp mọi bến. Vậy nếu các ngươi dám đánh cuộc với ta, ta sẽ trồng một cây đã chết khô, chỉ trong một đêm lại xanh trở lại. Nếu làm được như thế, các ngươi phải trả lại tất cả lầu và dinh cơ của ta cho ta. Nếu không, ta sẽ mất với các ngươi tất cả người cùng mọi của cải. Có dám không?" Người vợ phú thương cũng qua thư chồng đã biết đấy là miếng đất mầu nhiệm ở bên cạnh cái táo sau nhà. Và cũng ngay trong đêm đánh bài, nàng đã sai gia nhân bí mật lẻn tới đào đất ấy đổ đi, rồi thay vào đó một lớp đất khác. Cho nên nàng nhận cuộc ngay. Phép lạ của mụ lường vì thế lại mất linh nghiệm. Mụ tái mặt khi thấy qua một đêm cây khô chẳng xanh lên một tí nào. Thế là quan chứng nhận ba lần thất bại đều về phía mụ, và mụ phải mất cả của cải lẫn người cho vợ phú thương. Nhờ thế, phú thương và những kẻ tùy tùng được trả lại tự do. Chồng có ngờ đâu có ngày lại được gặp vợ, và có ngờ đâu lại giàu lên gấp mấy lần trước. Trong một chuyến chở mụ lường và gia nhân của mụ về nước làm nô lệ, mụ đã nhảy xuống biển tự tử. Đức Phật cho mụ hóa làm cá he. Người ta nói vì mụ xót của nên lúc nào cũng ngôi lên mặt nước mãi. Giống cá he sau này vẫn mang thói quen đó, là cứ ngôi lên mặt nước sau đó lại lặn xuống mặt nước. Câu chuyện kể đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã chú ý lắng nghe. Các bé nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Thân ái chào tạm biệt các bé và hẹn gặp lại vào video sau nha.